Hello, tao chào Hảo. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài số 22. Đi ơ sư ơ khơ. Ủa bù nâng chì. Ủa bù nâng chì. Tôi không thể đi. Ủa bù nâng chì. Chúng ta bắt đầu tìm hiểu vào từ mới cũng như là chữ Hán của bài ngày hôm nay nhé. Chẻo. Chẻo. Âm Hán Việt là xảo, trong từ xảo quẹt chúng ta thường nghe rồi đúng không ạ? Nghĩa là linh hoạt, khéo, giả dối. Nhưng mà trong bài ngày hôm nay hoặc là trong phạm vi mà S thấy chữ này sử dụng nhất thì chúng ta thường hay trong cái trường hợp lại là khéo léo đó. Khéo léo thì chúng ta thấy là có bộ thủ chính ở đây chính là bộ công. Công nó về việc làm đó, công. Và bên phải này có chữ này gọi là chữ chẽo và chữ này để lấy âm. Như vậy các bạn thấy là chữ chẽo này sau khi chúng ta thêm bộ công ở phía bên trái thì phát âm vẫn là giữ nguyên chẽo chẽo. Chúng ta có một số từ như là chéo sậu. Chéo sậu. Chéo sậu là khéo tay. Từ này để khen một ai đó khéo tay. Ví dụ như Ủa sư cơ chéo sậu tận nụy rắn. Ủa sư cơ chéo sậu tận nụy rắn. Đây là một câu mà tự khen mình đúng không ạ? Nụy rắn là một người phụ nữ. Chéo sậu là khéo tay. Như vậy tôi là một người phụ nữ khéo tay. Đó. Hoặc là chéo khơ ly. Chéo khơ ly. Chéo khơ ly là sô-cô-la. Nì xì hoan chư chéo khơ ly ma? Ồ, hẳn xì hoan chư chéo khơ ly. Tôi rất là thích ăn sô-cô-la. Hoặc trong bài ngày nay có từ là Chân bù chéo, wǒ bù nèng qù. Chân bù chéo, wǒ bù nèng qù. Thật là không khéo, wǒ bù nèng qù, tôi không thể đi. Đó. Tiếp theo chữ Hán thứ hai, yue. Yue. Âm Hán Việt là ước trong từ ước hẹn. Và từ này cũng có nghĩa là hẹn hoặc sự nói về sự ràng buộc, đại khái. Và chúng ta có bộ thủ chính ở đây phía bên trái, bộ này chính là bộ mịch. Đó. Bộ mịch, đây là chữ mịch các bạn nhé, bộ mịch đó. Và nhiều khi ở trong những chữ Hán khác ấy là bộ thủ ấy thì họ sẽ viết như thế này. Đó, vậy các bạn nhìn thấy khác nhau, nhưng bản thân nó vẫn là bộ mịch, nó về sợi tơ nhỏ. Vì cái chữ ước này nó về sự ràng buộc, cho nên là phải có sợi tơ nhỏ để ràng buộc vào nhau đúng không? Đó. Ở phía bên phải này thì cái này là nói về cái muỗng, cái thìa, mà sáo. Chúng ta có từ yue hui. Yue hui. Yue hui là cuộc hẹn. Wo men de di yi ci yue hui. Wo men de di yi ci yue hui. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Di yi ci lần thứ nhất. Cuộc hẹn đầu tiên của chúng tôi. Wo men de di yi ci yue hui. Da yue. Tạ duy đại ước, đại lược. Tạ duy. Tiếp theo chúng ta đến từ không. Không. Từ này có hai cách đọc, một là không hai hoặc là không thanh ngang, thanh thứ nhất hoặc là thanh bốn. Âm Hán Việt là không, nói về sự trống rỗng hoặc là rộng lớn, chỗ trống. Thì cũng khá là dễ nhớ, các bạn thấy bên trên bộ này gọi là bộ huyệt, bên dưới là bộ công. Chúng ta có một số từ mới như là khổ, thanh bốn và có thêm âm nhi hóa thì chúng ta hiểu như là rảnh nọ, khổ. Hoặc là không xén, rảnh rỗi, không xén. Hoặc là thiếng không, chúng ta hay làm bài tập ấy, có những bài tập gọi là thiếng không ấy, điền vào chỗ trống thì cái không này nó lại là thanh ngang các bạn nhé, thì một khác một chút. Thiên không, từ thiên không là bầu trời, dùng từ không. Chúng ta tiếp tục miệng, âm Hán Việt là diện, nghĩa là nó về bề mặt,
bề mặt hoặc là cái mặt, mặt người, bề mặt hoặc sự gặp gỡ, miễn diện. Và đây cũng là một bộ thủ luôn, bộ này gọi là bộ diện, đây là bộ thủ. Chúng ta cố gắng nhớ chữ này. Chúng ta có một vài từ như là triển miễn, triển miễn là gặp mặt. 我们明天早上10点见面吧。 我们明天早上10点见面吧。 Chúng ta mình thiên ngày mai chào sang buổi sáng 10 điểm là 10 giờ. 10 giờ sáng ngày mai chúng ta gặp nhau, gặp mặt nhau đi ở trên miên bảo. Hoặc có một từ ghép với từ miên là miên mạo. Miên mạo, diện mạo. Miên mạo, miên mạo. Tiếp tục từ ai, từ này là nói về câu câu thán ấy. Hôm nay có bài ai dạ, ai dạ, ai dạ, úi cha, hoặc là ui, ôi, ai dạ. Thì có bộ khẩu này, bộ khẩu là bộ chính của trong cái chữ này, ai dạ. Tiếp tục có chữ phụ, phụ, âm Hán Việt là phục. Trong từ phục sinh đó, các bạn hiểu không? Quay trở lại, này, trở lại, hoàn nguyên, phục. Đó. Chúng ta có từ phụ sĩ. Phụ sĩ, phụ sĩ là ôn tập. Ngày nào chúng ta cũng cần phải ôn tập lại bài cũ, chúng ta là phụ sĩ, đúng không? Mình thiên khảo sư phụ sĩ tờ chảy mây giang lợ. Mình thiên khảo sư phụ sĩ tờ chảy mây giang lợ. Ngày mai khảo sư là thi. Ngày mai thi bạn đã ôn tập đến đâu rồi, ôn tập thế nào rồi, chảy mây giang lợ. Hồi phục, hồi phục, hồi phục. Hoặc là khang phục, khang phục. Từ khang này trong từ chiên khang, kiện khang là sức khỏe. Chiên khang rất là khỏe mạnh. Vậy chiên khang phục là hiểu là khỏe trở lại, khỏe trở lại sau khi ốm. Khang phục. Tiếp tục họa, họa. Hết nhớ mang máng là chữ này học rồi này. Nào chúng ta học tiếp nhé. Họa. Âm Hán Việt là họa. Nó chính là hành động vẽ, vẽ, vẽ tranh đấy. Chúng ta có từ họa họa. Họa họa là vẽ tranh. Họa. Thế bao nhiêu hóa nó là bức tranh và họa họa là vẽ tranh. Họa trán, họa trán. Trán. Trong từ trán là triển lãm, và họa trán là triển lãm tranh. Các bạn thấy học chữ Hán khi chúng ta biết càng nhiều thì sự phân tích nó càng dễ và càng dễ để hình dung. Ví dụ chúng ta biết từ chán là phát triển đúng không? Hoặc là chán là triển lãm đúng không? Từ họa, họa là bức họa, hoặc là vẽ, họa chán là triển lãm tranh ấy. À, đây có từ chán luôn này, chán. Âm Hán Việt là triển. Trong từ phát triển nó mở, mở rộng, bày ra, trưng bày. Nó triển. Chúng ta có từ pha trản, pha trản, pha trản là phát triển. Và đây là một từ động từ nhé, động từ phát triển các bạn nhé. 毕业以后,我留在大城市发展. 毕业以后,我留在大城市发展. 毕业, từ mới, là tất nghiệp, là tốt nghiệp, 以后 là sau. 毕业以后 là sau khi tốt nghiệp. 我留在, liếu là ở. Lưu lại này, của liếu chạy ta chẳng sự, thành phố lớn, phát triển. Tôi, sau khi tốt nghiệp tôi sẽ ở lại thành phố lớn để phát triển. Và sau này S giới thiệu thêm luôn cho các bạn, thì sau này có một cái từ nó về sự phát, nó về tính từ phát triển ấy, người ta dùng từ pha tá, pha tá. Đấy, chữ tá này, pha tá, phát đạt ấy. Thì nó là sẽ là tính từ phát triển. Cái này sau này chúng ta sẽ nghiên cứu. Hoa trản, triển lãm tranh. À, từ này học rồi. Tiếp tục từ thấy, thấy. Từ thấy ông ấy biết là bồi. Chúng ta có từ bồi bàn ấy. À, thấy khử, tiếp khách. Thấy khử.
làm bạn theo cùng, thấy. Tiếp tục phân, phân, âm ở Việt là phong. Từ này có nghĩa gốc nó là bao gói, đóng kín. Chúng ta có từ niêm phong đúng không? Đấy, chính là từ này. Niêm phong này. Nhưng ngày hôm nay chúng ta học có nghĩa là lượng từ cho bức hoặc lá. Chúng ta có lượng từ cho bức 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 thư đó. Y phân xin, y phân xin, nó một bức thư. Lẻng phân xin, hai bức thư. Còn phân tích thì đây đều những bộ thủ khá cơ bản thôi. Ví dụ như đây là bộ thốn. Tiếp tục chúng ta sang từ cao, cao. Từ này thấy phát âm giống hệt tiếng Việt Nam mình, cũng là cao, cao. Nói về chiều cao, hoặc đôi khi lại nói về nhiều tuổi. Và nó cũng bản thân nó cũng một bộ thủ trong 214 bộ thủ. Chúng ta có từ ngược lại với từ cao là từ ti, cao ti, cao thấp, cao đê, ti là thấp nhé. Cao niên, cao niên, người cao tuổi. Cao niên, cao niên, người cao tuổi. Có từ nán, nán. Nán âm Hán Việt là nam, nói về đàn ông con trai. Các bạn thấy nhiều chữ Hán thì ở bên trên là có bộ điền đúng không ạ? Bên dưới có bộ lực. Đó. Đều rất là liên quan đến con trai đúng không? Dùng sức lực để làm ruộng, bộ điền. Chúng ta có từ ngược lại là có tên nữ, là nữ, nán nữ, nam nữ. Hoặc là chúng ta biết có từ phấn hiệu là bạn đúng không? Chúng ta có từ bạn trai, chúng ta dùng từ nam phấn hiệu, nam phấn hiệu. Bạn gái thì sẽ là nữ phấn hiệu, nữ phấn hiệu, bạn gái. Sau này các bạn sẽ thấy người ta sẽ nói tắt nhiều hơn, người ta sẽ nói từ nán hiệu, nán hiệu. Bạn trai, ní dở, ní dở, ní dở mất, ní dở, nán dở lắm mất. Ủa dở là, ủa mấy dở. Như vậy vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu qua những chữ Hán của bài ngày hôm nay, cũng như là từ những chữ Hán đó chúng ta học thêm những từ mới. Và bây giờ chúng ta sẽ sang những từ mới mà từ mới trọng điểm của bài ngày hôm nay nhé. Thì có từ mới nào mà chưa giải thích thì sẽ giới thiệu qua cho các bạn luôn. Chữ chảo, chảo, may mắn, khéo léo. Chảy xua, chạy xua cũng khá hay dùng. Chạy xua chúng ta hiểu là để sau hãng nói, để sau hãng hãng hay hãng nói, hoặc hơn nữa, hơn nữa. Khở sự, khở sự, nhưng. Và sau này chúng ta sẽ có những cái liên từ, có những cái cụm. Khở sự. Yue hội, yue hội, cuộc hẹn. Nữ, nữ. Thống xế, thống xuế, đồng học, như là bạn học cùng đúng không ạ? Thống xuế. Khởi, lúc rảnh, rảnh rỗi. Hảo, chữ hảo này chúng ta đã học rồi đúng không? Chữ hảo này lần trước chúng ta học nó chính là tính từ, thì lúc đấy nó có nghĩa là tốt đẹp, tốt đẹp. Còn hôm nay nó là phó từ này thì lại dịch là quá, nó giống như từ hẳn ấy, mà biết bao nhiều. Hảo tua, hẳn tua, hảo tua. Đấy. Như vậy là các bạn thấy là với một chữ hảo mà nó, khi nó là tính từ, khi nó là phó từ thì chúng ta phải có nghĩa khác nhau. Thì trong tiếng Trung nó cũng giống như vậy. Chiển miệng, chiển miệng, chiển miệng, kiến diện, nó gặp mặt. Và lưu ý là cái từ chiển miệng này là một cái động từ gọi là động từ ly hợp. Động từ ly hợp có nghĩa là phía trước chiên này nó là động từ, chiên là gặp, còn miên là cái mặt đấy, chúng ta vừa học ấy, nó là danh từ tân ngữ, động từ ly hợp. Thì nó sẽ có một cái, trong một vài điểm ngữ pháp này sẽ khác khác một chút. Ở chiên sấy tự miên. Họa trị, họa trị, thoại kịch, là kịch nói. Họa là lời nói, trị là kịch. Trị trong từ chinh trị chúng ta học rồi đúng không, kinh kịch đó. Họa trị là kịch nói. Ai dạ, ai dạ, ai dạ, là ai cha, ôi chào. Phụ sĩ, phụ sĩ chúng ta vừa rồi học rồi đúng không? Ôn tập bài đúng không? Hoa trán, hoa trán, triển lãm, hội họa. Cang, cang, hôm qua chúng ta học rồi đúng không nhỏ? Cang, cang cang, đấy, cang trán đấy, vừa mới. Như vậy có 3 từ để nói, thể hiện sự vừa mới nhé. Ví dụ như liên quan từ cang có từ cang cang,
刚才刚，对的，陪啊陪 ，tháp tùng 啊 đưa đi cùng， 句子 là câu， phân lượng từ cho bức thư， phong thư， hội họp， 啊 chữ hội này cũng là một chữ mà khá nhiều bạn mới học cũng thấy nó dùng quá là nhiều trong trường hợp đúng không ạ? Nào là động từ năng nguyện này, nào là dịch là sẽ này, rồi trong một số từ ghép nó lại là hội, buổi họp, danh từ nữa này, ủ hội, hoàn hội, từ ghép nữa. Trận, à, từ này bài hôm qua chúng ta học rồi đúng không? Trận, cao, nán, nam, cao là cao. Tiếp theo chúng ta sẽ sang điểm ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Đầu tiên là từ ngữ chỉ thời đoạn làm trạng ngữ. Các bạn biết trạng ngữ nằm ở đâu trong một cấu trúc câu không? Trạng ngữ thì sẽ là đứng trước động từ nhé. Trạng ngữ đứng trước động từ để còn chỉ có nhiều nội dung. Nhưng mà trong bài ngày nay thì là từ ngữ chỉ thời đoạn làm trạng ngữ. Từ ngữ chỉ thời đoạn làm trạng ngữ chỉ rõ một khoảng thời gian như vậy hoàn thành một động tác hay xuất hiện một tình huống nào đó. Chúng ta xem ví dụ nhé. Tha liang tian kan le yi ben shu. Tha liang tian kan le yi ben shu. Anh ấy hai ngày xem một quyển sách đúng không ạ? Wo men hao qi nian mei jian mian le. Hao qi nian, wo men hao qi nian. Chúng ta là nhiều năm rồi vẫn chưa gặp nhau. Đúng không ạ? Mấy chia miên là. Như ở đây đã xuất hiện cái chữ L ở đây này. Các bạn đã thấy nó có sự khác chưa? Bài ngày nay chúng ta sẽ tìm hiểu đấy. Khan là y bản su. Chúng ta chỉ biết là khan y bản su là đúng không? Thì trước khi vào cái phần ngữ pháp về trợ từ động thái L của bài ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ tìm, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại về cái trợ từ ngữ khí L đã nhé. Thì trợ từ ngữ khí L chúng ta đã học ở phần 1 rồi. Phần 1 giáo trình đó. Thì trợ từ ngữ khí L đầu tiên sẽ để ở cuối câu, được chưa? Và biểu thị sự thay đổi so với ban đầu. Biểu thị sự thay, có sự thay đổi so với ban đầu. Thì chúng ta dùng trợ từ ngữ khí L. Chúng ta hay dịch là rồi đấy. Hay dịch là rồi. Việt Nam mình hay dịch là rồi. Có sự thay đổi, có nghĩa là trước kia thì chưa làm việc đó, nhưng bây giờ đã làm việc đó rồi. Thì chúng ta dùng L, kiểu như vậy. Trước kia chưa làm việc đó, bây giờ làm việc đó rồi thì chúng ta dùng lơ. Hoặc trước kia chưa xảy ra cái tình huống đó, bây giờ xảy ra thì chúng ta dùng lơ, kiểu như vậy. Chủ ngữ, vị ngữ cũng lơ. Và cũng phải nói cho các bạn biết là lơ là một trong những trường hợp khá là phức tạp trong tiếng Trung. Khá là phức tạp. Chúng ta chỉ cần tìm hiểu những cái đơn giản trước để chúng ta sử dụng thành thạo trước thôi. Ngày sau này chúng ta sẽ càng ngày chúng ta sẽ càng dùng tốt hơn. Nó là một trường hợp cũng khá là phức tạp đấy. Chúng ta có vài ví dụ như là trợ từ ngữ khí lơ ở trong phần 1 nhé. Tha xiên trai sư xeo chẳng lơ. Tha xiên trai sư xeo chẳng lơ. Anh ý hiện tại là hiệu trưởng rồi. Xeo chẳng lơ. Thì có phải là trước kia thì chưa phải là hiệu trưởng đúng không? Nhưng bây giờ đã là hiệu trưởng thì có sự thay đổi đó. Trước kia không phải là hiệu trưởng nhưng bây giờ là hiệu trưởng thì tha xiên trai sư xeo chẳng lơ. Hoặc là tha mới chi sang khở. Tha chi sang chẳng lơ. Mấy chi sang khở, không có đi học. Tha chi sang trạng là, có nghĩa là đã đi đến sang trạng là thương trường. Từ này chúng ta dịch là trung tâm mua sắm. Trung tâm mua sắm rồi. Đó. Thì đây chúng ta ôn lại một chút. Còn bài ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về trợ từ động thái lơ. Và các bạn thấy cái, các bạn thấy nhá, động thái lơ. Động ở đây là động. Động ở đây là gì? Động ở đây là động từ, được chưa ạ? Động ở đây động từ. Trợ từ động thái lơ. Thì sau động từ ấy, thì có những trợ từ động thái nào? Chúng ta có 3. Đầu tiên chúng ta đã học đó chính là, không biết mình có vẽ đây có ra chữ không nữa. Của, đúng không ạ? Chữ của phải trình khảo ra, đúng không? Ăn qua thì. Và từ của này thì thể hiện một cái hành động. Động tác đó chúng ta đã xảy ra, nó cũng khá là giống là lơ, nhưng mà chúng ta muốn nhấn mạnh là cái sự trải nghiệm của chúng ta, sự trải nghiệm, thưởng thức sự trải nghiệm nó sâu sắc hơn của. Và cái thứ hai đó chính là ngày nay chúng ta học là lợ, vệ lơ.
Và sau này chúng ta sẽ học một cái từ nữa là từ chợ. Một viết không gian như từ chợ, từ cháo, từ chợ, chợ chợ. Đó, thì chợ từ đứng, chúng ta đọc qua nhé, chợ từ đứng sau động từ chỉ động tác đang ở giai đoạn nào đó gọi là chợ từ động thái. Nó để xem như vậy chúng ta có ba cái này nhé, 1, 2, 3. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu là chợ từ động thái lơ, và chợ từ động thái lơ đặt sau động từ chỉ động tác đã hoàn thành, chỉ động tác đã hoàn thành. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài ví dụ để các bạn có thể dễ liên tưởng nhiều hơn. Đầu tiên chúng ta xem ví dụ này trước nhé. Tha chúa thiên mãi y phụ là. Câu này chúng ta sẽ dịch là sao? Anh ý hôm qua đã mua quần áo rồi. Thì lúc này lơ ở đây là gì? Chúng ta vừa xem bên trên ấy, là trợ từ ngữ khí nhé, đặt ở cuối câu đúng không? Tha chúa thiên mãi y phụ là. Lúc này chỉ nói là hôm qua anh ý đã mua quần áo rồi thôi. Nhưng bây giờ chúng ta muốn nhấn mạnh cái động từ lơ và nhấn mạnh thực ra là muốn nói là mua quần áo rồi, như mua bao nhiêu cái quần áo đấy, mua bao nhiêu cái quần áo, thì chúng ta sẽ sử dụng lúc này là trợ từ động thái lơ. Thì chúng ta sẽ nói là tha chúa thiên mãi lợ ý che y phụ, tha chúa thiên mãi lợ ý che y phụ, được chưa? Tha chúa thiên mãi lợ ý che phụ, anh ý hôm qua đã mua một chiếc quần áo. Nó thì nó có sự khác, nó sự khác biệt một chút, các bạn thấy chưa? Tha chúa thiên mãi y phụ là hôm qua anh ấy mua quần áo, hôm qua anh ấy mua một chiếc quần áo. Tha chúa thiên mãi là ý che y phụ. Chúng ta bắt buộc phải có lượng từ ở đây nhé, chúng ta không để nói là tha chúa thiên mãi là y phụ, mà tha chúa thiên mãi là y phụ, câu này là sai, không dùng câu này được. Chúng ta phải có thêm lượng từ đằng trước này, số lượng từ. Chúng ta xem ví dụ thứ hai nhé. Tha càng trái xỉa hàn chữ là. Tha càng trái xỉa hàn chữ là. Càng trái vừa nãy, xỉa hàn chữ là viết tiếng Trung. Tôi vừa mới viết tiếng Trung, đúng không ạ? Cái này chỉ muốn nói là tôi vừa mới viết tiếng Trung thôi. Ừ. Còn cái trường hợp này, tôi vừa mới viết bao nhiêu chữ tiếng Trung, thì chúng ta sẽ, lúc này chúng ta sẽ phải dùng lơ. Ủa càng trái xỉa là ủ sứ cơ hàn chữ. Nhớ nhé, muốn nhấn mạnh là viết bao nhiêu cái chữ tiếng Hán rồi thì phải là dùng lơ. Xỉa lơ ủa sứ cơ hàn chữ là. Chúng ta cũng không được nói là ủa xỉa lơ hàn chữ, không được nói cái này, bởi vì là vẫn thiếu số lượng từ lần trước. Tiếp tục bên dưới. Tha mãi điện ảnh phiếu là. Điện ảnh phiếu là vé xem phim. Anh ấy đã mua vé xem phim rồi, đúng không ạ? Và muốn nói là anh ấy đã mua bao nhiêu vé xem phim, bao nhiêu, đúng không? Nó rõ ra thì chúng ta phải thêm dùng trợ từ động thái lơ. Tha mãi lơ liang trang điện ảnh phiếu, liang trang mua hai vé. Đó, chúng ta cũng không thể nói là tha mãi lơ điện ảnh phiếu nhé, chỗ này nó vẫn thiếu. Thì em cố gắng giải thích cho các bạn này, cho các bạn dễ hình dung nhất, dễ hiểu nhất. Còn động từ lơ chúng ta sẽ phải tìm hiểu dần dần. Và chúng ta có, các bạn có thể viết lại công thức này cũng được. Công thức cơ bản nhất nhé, động từ cộng với trợ từ động thái lơ, và phía sau là, nếu mà là một tân ngữ đơn giản thì bắt buộc chúng ta phải có định ngữ. Định ngữ ở đây chính là số lượng từ các bạn ạ. Định ngữ chính là những số lượng từ này, nó là định ngữ cho cái danh từ này này. Đấy, đây là định ngữ. Đây, định ngữ chính là số lượng từ vậy. Số lượng từ. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu lại một vài ví dụ trong sách nhé, để chúng ta dễ hình dung ha. 我昨天看了一个电影. Đó, 我昨天看了一个电影. Hôm qua tôi đã xem một bộ phim, các bạn thấy chưa? 我昨天看电影了 cũng khá là ok, nhưng nó chỉ là trợ từ ngữ khí lơ đó. Còn bây giờ muốn nó rõ là xem một bộ phim thì chúng ta phải dùng lơ vào đây. Ý cơ điện ảnh. Mã Lị mãi lơ ý liang chữ xính chưa. Chúng ta có thể nói là Mã Lị mãi chữ xính chưa lợ, đúng không ạ? Mary đã mua một cái xe đạp rồi đó. Nhưng muốn rõ là cô ấy đã mua một chiếc xe đạp, chúng ta phải dùng Mã Lị mãi lơ ý liang chữ xính chưa. Được chưa? Có sự khác biệt nhá.
để cho các bạn dễ hình dung hơn. 我收到了他寄给我的东西. 我收到了他寄给我的东西. Tôi đã nhận được thư mà tôi đã nhận được đồ mà anh ý gửi cho tôi. Đó. Phía sau lơ cũng phải là một cái tân ngữ phức tạp một chút. Phải là một cụm định ngữ. Sâu tao là tha chi cái của tớ tung sĩ. Khi có tân ngữ thì tân ngữ thường mang số lượng từ hoặc một định ngữ khác. Thấy chưa? Và dạng phủ định của nó thì chúng ta dùng mấy hiểu và bỏ lơ đi. Bỏ lơ ở cuối câu đi. Tha mấy lái. Ủa mấy hiểu khan tên ảnh. Ủa mấy hiểu khan tên. Như vậy là chúng ta đã học qua phần chữ Hán cũng như là phần từ vựng, phần ngữ pháp. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần mẫu câu. Về cơ bản để cho những bạn mới học thì chúng ta cũng cố gắng đọc đi đọc lại những mẫu câu này. Bởi vì từ những mẫu câu này thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn những tình huống thực tế và giao tiếp. Còn phần ngữ pháp thì nó là cái phần quan trọng nhưng không phải là quan trọng trước. Bởi vì học ngoại ngữ bắt đầu ấy, người ta không ai người ta lao vào người ta học ngữ pháp cả. Người ta sẽ học những từ mới này, học những mẫu câu này, học đi học, đọc đi đọc lại, nghe xem, dần dần chúng ta mới phân tích chiết khúc chiết ra những phần ngữ pháp. Dần dần nó đã sẽ là như vậy thì chúng ta sẽ hiệu quả hơn. Chúng ta cùng xem một vài ví dụ mẫu câu của bài ngày hôm nay nhé. Ủa mãi là liang trang piao. Tôi đã mua hai vé. Hai vé. Chân bù chèo, ủa bù nâng chì. Chân bù chèo, ủa bù nâng chì. Thật là không may, không khéo. Ủa bù nâng chì, tôi không thể đi được. Chìn thiên nì bù nâng chì. Nà chèo ý hâu chai sô bà. Chìn thiên nì bù nâng chì. Hôm nay bạn không thể đi. Nà chèo ý hâu chai sô bà. Vậy thì để sau hãng tính. Ý hâu là sau. Nà chèo ý hâu chai sô bà. Để sau hãng tính, hãng nói. 我很想去，可是我有个约会。我很想去， tôi rất là muốn đi. 可是, ở đây là chúng ta dịch là nhưng, nhưng. 可是我有个约会, nhưng tôi đã có một cuộc hẹn rồi. Đó. Và cái từ 可是 này nó sẽ, ý nghĩa của từ 可是 này là một liên từ và làm cho vế sau đổi hướng cái về trước. Tôi rất là muốn đi ấy, muốn đi rồi nhưng mà làm sao đó. Hiểu vậy. Và tiếp theo nhá. Nǐ shì gēn nǐ pěngyǒu yuè huì mā? Bạn có hẹn với bạn gái phải không? Gēn nǐ pěngyǒu. Cùng với ai đúng không? Gēn nǐ pěngyǒu yuè huì mā? Bạn có hẹn với bạn gái phải không? Có một người bạn đến thăm tôi. Có một người bạn đến thăm tôi. Lái khan wǒ. Wǒ yào dǎng tā. Tôi phải đợi anh ý. Wǒ men hǎo qǐ niān měi jiàn miàn lè. Đây là một cụm câu cũng khá là hay. Hǎo qǐ niān měi jiàn miàn lè. Chúng ta mấy năm rồi không gặp nhau, đúng không ạ? Sau này chúng ta có một cái từ nữa, đây anh không chưa viết ra, đó chính là hǎo jiǎo bú jiàn. Hǎo jiǎo bú jiàn. Lâu rồi không gặp đấy, cũng câu nói rất hay gặp, hǎo jiǎo bú jiàn. Zhè xīng qī wǒ měi kòng. Zhè xīng qī wǒ měi kòng. Zhè xīng qī là tuần này. Wǒ měi kòng, tôi không có rảnh. Tôi không có rảnh. Nếu mà tôi rảnh thì sẽ nói sao? Wǒ yǒu kòng, đúng không? Hội họa, chúng ta sang đàm thoại nhé. Em sẽ đọc nhanh qua một lượt sau đó sẽ giải thích. Hội thoại thứ nhất giữa Trang Lê Anh, Trương Lê Anh và Mary Mã Ly. Ủa mãi là liang trang piao, chính là khan hoa chi. Sư má, sớm mất sớ hô tợ. Chính thêm ở sang chi tiền ý khơ tợ. Ai ra, chân bù chào, ủa bù nâng chi. Mình thêm anh chiêu khảo sư lợ. 晚上要复习, 那就以后再说吧. 我买了两张票, tôi đã mua. Đã mua hai tấm vé. Chính là khan hoa chị. Mời bạn, mời bạn làm sao? Xem kịch nói. Sư ma,
Thật không? 什么时候的? Khi nào thế? 今天晚上几点一刻的? À, 今天晚上几点一刻? Là 7 giờ, 7 giờ tối hôm nay. 7 giờ 15 phút tối hôm nay. Ai da, chân bù chảo, wǒ bù nèng qù. Ôi trời, thật là không khéo, tôi không thể đi. Mǐng tiān jiù kǎo shì le, kǎo shì le tì, ngày mai phải thi rồi. Wǎn shàng yào fù xì, buổi tối cần phải ôn tập. Yào fù xì, cần phải ôn tập. Nà zhì yǔ hòu zài shuò bǎ, vậy thì sau này hãng nói nhé. Hãng tính. Chúng ta sang hội thoại thứ hai giữa Hoàng Lan và Vương Lan và David. Mǐng tiān yǒu ge huà chǎn, nǐ nèng qù ma? 我很想去, 可是明天有个日会。 怎么? 是跟女朋友日会吗? 不是, 有个同学来看我, 我要等他。 他也在北京学习吗? 不, 刚从法国来, 我们好几年没见面了, 你应该陪他玩玩。 这星期我们call, 下星期我们再去看画展, 可以吗? 我再问问, 以后告诉你。 好。 明天有个画展, ngày mai có một cuộc triển lãm, đúng không? Nǐ nèng qù ma? Bạn có thể đi không? Nǐ nèng qù ma? 我很想去, tôi rất là muốn đi. 可是, 明天有个日会, nhưng, 可是, 明天有个日会, ngày mai có một cuộc hẹn, đúng không? 怎么? Sao? 是跟女朋友日会吗? Là hẹn với bạn gái à? À. Hẹn với bạn gái à? 不是, không phải. 有个同学来看我, có một bạn học tới thăm tôi. 我要等他, tôi phải đợi anh ý. 他在, 他也在北京学习吗? Anh ý cũng học ở Bắc Kinh à? 在北京学习吗? 不, 刚从法国来, không. Vừa mới, 刚 là vừa mới, 刚从法国来. Là từ, vừa mới từ Pháp tới. 我们好几年没见面了, chúng tôi mấy năm rồi không có gặp nhau. 你应该陪他玩玩. À, 应该 ở đây, 应该 ở đây là cũng là động từ năng nguyện nhé. Chúng ta dịch là nên. À, 你, phía sau động từ 陪. À, 你应该陪他玩玩. À, bạn nên, bạn nên làm sao? À, đi chơi. Chúng ta hiểu là đi chơi cùng anh ý. 这星期我没空. 下星期我们再去看画展，可以吗? 这星期 tuần này 我没空, tôi không có rảnh. 下星期 là tuần sau. 我们再去看看, là 再看画展. À, tuần sau chúng ta hãng đi xem triển lãm, 可以吗? Có được không? 我再问问, để tôi hỏi xem. 以后告诉你, sau này hãng nói với bạn. 以后告诉你. 好, được. Tiếp theo chúng ta sang thi hoài của trả thay thế và mở rộng. À, chúng ta có một vài cấu trúc. À, đây là cấu trúc chúng ta vừa học rồi đúng không ạ? Về là số từ, lượng từ. Wǒ mài le liǎng chāng piào. Wǒ mài le liǎng chāng piào. Wǒ fān yì le liǎng ge jì zhì. À, tôi đã dịch hai câu, hai câu rồi. 我参加了两个会, tôi đã tham gia hai buổi họp đúng không ạ? 我寄了两封信, tôi đã gửi hai bức thư. 我要了两辆出租汽车, tôi đã cần hai. 出租汽车 là xe taxi, tôi đã cần hai chiếc xe taxi. 我们好几年没见面了, chúng ta hào chỉ niên là lâu. Hào chỉ niên, chúng ta đã mấy năm không gặp nhau rồi. Wǒ men hào chỉ tiān mei qiàn miàn le, chúng ta đã mấy hôm không gặp nhau rồi. Wǒ men hào chǎng shí jiàn mei qiàn miàn le, chúng ta đã thời gian rất là dài rồi không gặp nhau đúng không ạ? Wǒ men hào chỉ ge rè mei qiàn miàn le, chúng ta đã mấy tháng rồi không gặp nhau. Wǒ men hào chỉ ge xīng qì mei qiàn miàn le, chúng ta đã mấy tuần rồi không gặp nhau. Nǐ yīnggài pěi tā wǎn wǎn, bạn nên đi chơi cùng anh ý. Nǐ yīnggài bạn chú tha phụ sĩ, bạn nên giúp anh ý ôn tập. Nǐ yīnggài
帮他说说啊，你bạn nên giúp anh ý nói điều gì đó đúng không? 你应该带他参观啊，đưa anh ý đi chơi tham quan đó. 我正要去找你，你就来了，太巧了。我正要去找你，正là chính là vừa đấy, vừa khéo đấy, là muốn là trong cái giao tiếp thực tế. Chẳng giao chi cháu nị là tôi vừa muốn đang đi tìm bạn đây, kiểu như vậy. Nị chi lái là nửa chiều lái, anh bạn thì đã tới rồi. Mà thay trả lời thật là khéo. Na cơ hẳn cao tự rắn sư sấy, hẳn cao tự rắn. Na cơ hẳn cao tự rắn là người mà rất là cao kia là ai vậy? Tha sư xéo lì tận nám phóng hiệu. Xéo lì à, anh ý là bạn trai của tiểu lý. Như vậy là chúng ta đã trải qua bài ngày hôm nay. Chúng ta các bạn nhớ làm bài tập nhé, cũng như những lời nhắc nhở của phần trước để chúng ta sẽ cùng nhau học. Có những bài chúng ta sẽ không hấp thụ được nhiều, nhưng mà chúng ta đó là điều rất là bình thường trong việc học tiếng Trung hay học ngoại ngữ. Chúng ta cứ học, cứ sử dụng, cứ sai rồi lại đúng, sai rồi lại đúng. Nó là cái mà chúng ta cứ học thôi. Hy vọng chúng ta sẽ có thể lĩnh hội được nhiều thứ hay ho hơn. Xin cảm ơn tất cả các bạn.